đây là lít tên nổ của Yamaha 6 ly cho cô chú anh chị mình. Xin chào cô chú anh chị đã quay trở lại với kênh của Tâm Vlog. Cảm ơn cô chú anh chị, cảm ơn bà con mình luôn sát cánh, luôn đồng hành cùng kênh của Tâm Vlog nha. Chúc bà con nhiều sức khỏe. Dạ, xem kênh bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật được những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày. Có 6 ly rồi nè cô chú anh chị. Hàng cũng nhỏ xác, lùng có 1 khúc à, chừng 5 tấc à. Mời cô chú anh chị mình xem clip của em đó. 6 ly đã có hàng. Rồi, hôm nay em cập nhật cho bà con mình thêm một em siêu phẩm tốc độ. Niềm ao ước của những cô chú anh chị dùng sông nước và những anh em ở vùng biển như sông Cầu, Phú Yên, Nha Trang, Hải Phòng, Quảng Ninh. Siêu phẩm nha, và Cumin 6 ly của Yamaha 6 ly. Yamaha 6 ly nha cô chú anh chị nha. Siêu phẩm, đậm chất dân chơi ngày hôm nay gửi tới bà con mình. 6 ly nha cô chú anh chị nha. Turbo siêu hàng gió. Bây giờ em đi tổng chi tiết trước cho cô chú anh chị, và sau đó mình sẽ vào cái phần chi tiết nha. Con này lồng bê tông của em nó 1 tấc. 245 ngựa, 3.000 tua nha cô chú anh chị. 6 ly đậm chất chân chơi. Con này hiện tại bây giờ ở nhà mình đang có cái hộp số cao tốc. Hộp số cao tốc của 6 ly luôn. Tí xíu nữa em sẽ quay lướt cái phần đó luôn cho cô chú anh chị mình coi cái hộp số đó. Và con nào có muốn gắn cho vỏ composite như Nha Trang, sông Cầu, Phú Yên thì giữ nguyên cái hộp số này. Hộp số này hiện tại bây giờ nó đang đi 2 tua máy cô chú anh chị nha. Còn muốn chạy tốc độ thì lấy hộp số cao tốc ở phía trong. Và tầm tua máy tăng tua vậy đó cô chú anh chị. Xíu nữa vô trong mình coi nha. Tổng chi tiết rất là xuất sắc. Bé này thì hiện tại nước sơn nguyên zin nha cô chú anh chị. Không cần giẫm tuốt luôn. Chất từ đầu tới đuôi. Bao cốt ếch và bao hơi. Bao nắp lóc không nước bể cho cô chú anh chị mình. Và con máy này bây giờ sau khi lấy về thì con này mình còn kiểm tra một vài chi tiết nữa. Sẽ giao được liền cho cô chú anh chị mình. Rất là đẹp nha cô chú anh chị nha. Và đây là phần lắc của em nó đây. Yamaha 6 ly. 245 ngựa, 3.000 tua. Hộp số đang đi là 2.88 là cái hộp số zin của em nó luôn nha cô chú anh chị nha. Nguyên cục máy zin. Nắp lát chưa ra nè. Này. Máy chưa ra nắp lát nha cô chú anh chị nha. Bao cốt ếch, bao hơi. Bao nắp, bao lóc, bao hết tất cả mọi thứ. Bà con mình thấy không? Vàng nước sơn có vài vị trí nó bong tróc. Vậy nhưng con này rất là chỉnh đỉnh. Con này khuyên bà con mình nếu mà mua được và đừng sơn phết gì hết, cứ để nguyên vậy nó sẽ đậm chất hơn. 6 máy bé kim nha cô chú anh chị. Bét rất là nhỏ nè. Tí xíu thôi. 1, 2, 3, 4, 5, 6 máy. Còn cái đồ bảo vệ hết nha cô chú anh chị nha. Bảo vệ heo dầu nè. Bảo vệ dynamo nè. Bảo vệ bơm trộn nè. Rất là đỉnh. Đây là cái đầu nước ngọt của em nó nè cô chú anh chị. Yamaha 6 ly. Đó, rất là đã nha. Dynamo sạc. Này là cái bơm nước biển nè cô chú anh chị. Nói nhiều cô chú anh chị mình nói về đồ Việt Nam mới chế đồ này kia, giờ không có đâu. Nước ngoài họ cũng cái đầu họ hơi ghê hơn Việt Nam mình rất là nhiều. Họ cũng làm cũng biết chế đồ nha cô chú anh chị nha. Chứ không phải là nói về Việt Nam kỹ sư hẻm mình mới làm được đâu. Ngoài kia người ta giỏi hơn mình mà, người ta đi trước mình một bước mà. À, tất cả mọi thứ luôn. Nước sơn là nguyên zin nha cô chú anh chị nha, và không giẫm tuốt luôn. Rất là đã. Yamaha 6 ly turbo. Đây, cánh turbo nó nè cô chú anh chị. Cánh lửa rất đẹp nha, rất là chất. Tổng chi tiết em nói luôn. Đây là đầu cốt nè. Và mấy con quái này mua thì đừng nên sơn, và để như vậy thì nó sẽ chất hơn. Này là bơm nước trộn. Con này nó lùng đòn nha cô chú anh chị nha. Và từ dưới lên nó tầm khoảng 5 tấc thôi. Nhẹ ký nè. Lùng đòn nhẹ ký tốc độ à, mã lực cao, bích tông lớn. Vừa tải được vừa tốc độ khủng luôn. Có hàng cho bà con mình Yamaha 6 ly. Đây là cái xương hàng gió nè bà con. Xương gió này không biết sao mà cái phần này nó gỡ ra rồi. Cho nên là cái này ông ba với thợ ông ba sẽ kiểm tra giúp em cái phần này. Kiểm tra giùm cái xương gió cho nó hoàn chỉnh luôn cái xương gió nha. Không biết sao mà nó gỡ mất tiêu cái này rồi. Kiểm tra lại luôn. Vàng heo dầu thì nè cô chú anh chị. Có lớp bảo vệ luôn. Ốc tán thì rất là nghiêm chỉnh nha. Còn vuông cạnh luôn. Đây là cần tắt nè. Và đây là cái cần ông ba nói là cần đóng xả dầu. Cái này là nó ở ngoài kia thì nó vừa chạy nó vừa xả bằng cơm. Về đây thì mình căng cái này lại, căng trước xíu nữa nổ máy cho bà con. Đây là cần ga. Tua 3.000 nha cô chú anh chị nha. Dàn heo dầu rất là chuẩn, ốc tán đó nè. Vuông cạnh luôn. Rất là nét nha cô chú anh chị. Yamaha 6 ly.
chân cẳng em nó có nè cô chú anh chị ơi, có sẵn chân luôn nha. Con này về cho bà con mình khai thác tốc độ nè, keo bọng coi nè, khai thác tốc độ nhỏ xác lùng đòn bạo lực, lòng một tấc 3.000 tua, 245 ngựa, cái gì nó cũng đáp ứng được trên con này nha cô chú anh chị nha, rất là chuẩn. Hầm cô chú anh chị nào mà ngắn đòn hoặc là lùng đòn á, thì lấy bé này, có 5 tấc thôi. Chiều dài con này nó tầm khoảng 1m6 mấy nha cô chú anh chị nha, rất là chắc. Rồi tí xíu nữa sẽ là clip test nổ giang ma 6 lị cho bà con, nhìn là mê liền, rất là đã nha cô chú anh chị. Rồi giá con này cũng nhẹ nhàng nha, giá bao chơi cho bà con mình luôn. Có những cô chú anh chị nào đã đi dò giá rồi thì nghe cái giá này sẽ rất là thích hợp, rất là vừa ý luôn, cam kết cô chú anh chị. Giang ma 6 lị là một tấc, nước sơn nguyên rin nha cô chú anh chị nha. Đây nè, mấy cái phần bên trong mà coi nè, nó tróc cái mà còn đẹp dữ thần lắm, nắp lát thôi khỏi bàn luôn, cực kỳ chất, nắp turbo nè, đã lắm bà con ơi. Hộp số rin của em nó nha bà con, này 288 nè bà con, 2.88 EX50 nha cô chú anh chị, EX50 luôn. Đây là cần số nè, này giờ bên đây là cái khóa số nha bà con, mình không có xài cái này, nhớt bọng để mà rút cho bà con mình coi nè. Đâu rồi, đây nhớt nè bà con, nhớt nó mới tinh vậy nè cô chú anh chị. Đó, đủ đã chưa, ngang ma 6 lị nha bà con nha, rất là sướng. Xíu nữa sẽ nổ máy cho bà con mình coi, có siêu phẩm là lên clip liền. Cái này là cái lỗ để cho nhớt, vậy là coi hơi, coi hơi đầu bên kia luôn nha bà con, đã không, phê chưa, rất là chất nha. Máy hiện tại đang nằm ở cầu Rạch Miễu Bến Tre nha cô chú anh chị, bà con ai có nhu cầu thì đến xem trực tiếp giúp em. Dạ, xuống đây thì có cho thêm tiền xăng gỗ cho cô chú anh chị mình về, dạ còn ở xa thì báo vị trí địa chỉ, dạ em sẽ tính toán cái cước ship cho bà con mình coi như thế nào nha. Ở gần thì em bao ship được, dạ ở xa thì có gì hỗ trợ thêm giùm em. Giang ma 6 lợi niềm ao ước của những bà con dùng sông nước đầu hơi nữa nè bà con, mới tin luôn, rất là chất. Còn trong đây là cái hộp số cao tốc của 6 lợi nè, dạ đây nó cũng vậy đó, nó mới tin vậy đó bà con. Hộp số này thì tăng tua gần một tua mốt 1.97 của chú anh chị, EX25 số tăng tua luôn nha bà con nha, của 6 lợi. Ốc tán thì nó mới vậy nè, cần lấy hộp số nào thì liên hệ, dạ sẽ có hộp số đó đáp ứng cho bà con. Hộp số này thì nó cần điện rồi tùm lum hết trơn à nè, đó đã lắm, đảm bảo cam kết cô chú anh chị xuống đây coi khoái liền. Rồi chuẩn bị chờ anh Thiện anh cặp bình nổ thử con 6 lị cho bà con mình coi nha. Dạ đây là clip test nổ của giăng ma 6 lị cho cô chú anh chị mình, 6 lị tích công một tấc 245 ngựa, 3.000 con, đúng không, dạ xương hàng gió nha cô chú anh chị nha, ngồi dạ nhìn gió con nước kim còn đang hoạt động nha cô chú anh chị. Dạ hộp số của em nó thì đang đi là 2.58 rồi, 2.88 thì cô chú anh chị, hộp số riêng luôn, hộp số riêng theo máy, ok số bắt đẹp luôn nha cô chú anh chị, máy rất là êm. Con này để vô vỏ cô xếp chạy bao xuống nha cô chú anh chị, 2.88 nước nổi mà rất là mạnh luôn, chấp chân chơi nha cô chú anh chị nha, coi nám em nó nè, bao hơi bao cốt bao nắp lóc cho cô chú anh chị luôn, rất là chuẩn. Em dở luôn cái bên này cái nữa và sẽ quýu cho bà con mình nha, mới tin xuất sắc, quá đã bà con ơi. Còn gì nói nữa, Giang ma 6 lị đã về với buôn làng,
dành cho những tín đồ đam mê tốc độ, hoặc là những cô chú anh chị nào cần tốc độ mà cần tải luôn thì em sẽ phục vụ được cho cô chú anh chị mình lòng bê tông một cấp. 145 ngựa, 3.000 tua nha bà con. Con này là quỷ khóc thần sầu, rất là ghê gớm. Ok, lên ra. Giá rẻ cực kỳ nha bà con, giá bao sân luôn, bao thị trường luôn, cam kết của chú anh chị mình. Quá đã, quá êm. Turbo siêu hàng gió đầy đủ hết tất cả mọi thứ cho cô chú anh chị mình luôn. 245 ngựa, 3.000 tua. Và hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những cái video tiếp theo. Hẹn gặp lại con và xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha. Rất quýt nha cô chú anh chị, quá đã luôn. Cái nữa tắt luôn, cái nữa là tắt luôn nha, sướng rồi, nhiều đó đã sướng rồi. Cần tắt nằm đâu luôn để anh Thiện anh chỉ mình nha bà con. Ok, tắt nha bà con. Rồi, hoàn thành. Cảm ơn cô chú anh chị mình rất là nhiều. Hẹn lại bà con vào những video tiếp theo. Xem kênh, bấm vào nút đăng ký bên dưới để cập nhật những mẫu ghe máy mới nhất vào 5 giờ chiều mỗi ngày nha các. Bye bye bà con. Quá đã 6 ly đã hoàn thành, có hàng cho bà con mình chơi tốc độ rồi.